Xin chào anh em mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng, rất vui khi được gặp lại quý anh chị em. Mình là chủ kênh tốt Kiên Luxury và bên mình chuyên review phân phối sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Thụy Sĩ như là Hublot, Rolex, Omega, Patek Philippe. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em bốn chiếc đồng hồ Rolex, Patek Philippe cùng với cả Hublot mình vừa mới về và bốn em này của mình thì đều với tình trạng lướt full set đầy đủ full hộp sổ thể phụ kiện bảo hành đi kèm theo ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cả 4 chiếc đồng hồ Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh chị em có thể nắm được tất cả mọi thứ về 4 thiết kế ngày hôm nay anh chị em nhé Sơ qua một chút thì ở phía bên tay trái của mình đây sẽ có đó chính là hai chiếc đồng hồ Rolex cũng như Patek Philippe Sử dụng thiết kế dây da vàng đúc nguyên khối 18k Còn ở phía bên tay phải của mình đây thì mình sẽ có được một em Hublot vàng vàng nguyên khối toàn thân cùng với cả một chiếc đồng hồ Rolex đề mi vàng vàng, dòng máy Daytona, mặt xà cơ Để bắt đầu video ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay trước tiên cho anh em xem chiếc đồng hồ đề mi duy nhất ngày hôm nay, đó chính là chiếc đồng hồ Rolex Daytona. Em này của mình sẽ có được cái date chúng ta gọi Store vào 2021 và với cái date này thì anh em sẽ có được bảo hành đến 2026 với chính sách bảo hành toàn cầu 5 năm đến từ thương hiệu Rolex. Daytona là một trong những dòng máy rất là cao cấp đến từ thương hiệu Solex khi mà sử dụng bộ máy khủng 4130. Đây là một bộ máy với rất là nhiều những cải tiến mới và hãng với phân châm tinh giảm bộ phận đã tạo ra được một thiết kế cực kỳ bền bỉ và chính xác ở trên cổ tay. Daytona cũng là một trong những dòng máy mà anh em cần phải có lịch sử giao dịch với hãng cực kỳ nhiều và anh em phải là một khách thân quen, một khách siêu VIP ở trong hãng thì mới được đặt vào danh sách chờ đặt những dòng máy Daytona không thể nào mà anh em mới chỉ có một vài giao dịch nhỏ mà anh em có thể sở hữu được chiếc hồ này em này của mình sẽ với size 40mm ở đây thì mình sẽ có được phần niềng cùng với cả mắt chỉ xưa của dây được làm bằng vàng đặc còn những vị trí còn lại sẽ được làm bằng thép không gì 904L một loại thép gần như là chỉ có Rolex sử dụng ở trong những dòng máy cao cấp của mình mà thôi loại thép này thì sẽ có khả năng sáng bóng và tính chống ăn mòn tốt hơn thép 36L mà anh em thường thấy ở trong những dòng máy độc hồ khác với chiếc đồng hồ này thì mình sẽ có được 8 cọc số đính kim cương Còn góc 3, 6, 9 thì sẽ sử dụng cọc số học trò Góc 12 giờ thì sẽ là phần thiết kế logo vương miện của uy đến từ hãng Mặt đồng hồ thì sẽ có được những đường vân xà cớ rất là nổi bật ở trên dial với những đường vân nổi vân chìm khác nhau tạo ra được sự nổi bật và nét cuốn hút dành cho người đeo ở trên phần niềng thì hãng sẽ có được những phần cọc chia những cọc chia này thì sẽ có tác dụng đo vận tốc nếu như anh em muốn còn nếu như anh em muốn đo thời gian sử dụng nút bấm giờ Chronograph thì anh em sẽ sử dụng hai cái núm này cho mình đây cũng sẽ là hai núm cổ chai để tăng thêm khả năng chống và chịu nước dành cho thiết kế đồng hồ em này của mình tất nhiên sẽ có một chút xương răm đã đều rồi thì kiểu gì cũng có sương răm nhất là với những dòng máy đồng hồ nguyên zin full set như thế này một số những chiếc đồng hồ spa thì nó sẽ sáng bóng hơn rất là nhiều tuy nhiên em này thì mình vẫn để nguyên zin size 40 mm, phong cách sport anh em sẽ thấy trên tay mình 17.5 mm cực kỳ hợp lý này. Với chiếc đồng hồ này, nếu như anh em vào hãng, anh em lấy new thì anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá tương đối là cao. Đồng thời, cái việc lấy new những chiếc đồng hồ sport thuộc dòng máy Daytona gần như là không thể với rất là nhiều anh em yêu thích đồng hồ Rolex. Thậm chí những chiếc đồng hồ đơn giản thuộc dòng máy Datejust thôi hay là những dòng máy Oyster Perpetual hoặc là những dòng máy Explorer còn rất là khó lấy rồi thiết kế này thì hiện tại mình đang có sẵn một em lướt full set 2021 nguồn zin chưa qua spa đánh bóng mình đang giao lưu chỉ loanh quanh là 635 triệu mà thôi anh em nhé đó chính là chiếc đồng hồ Rolex Daytona còn ở đây thì mình sẽ có một em cũng là Rolex nhưng thuộc dòng máy xe lên xe là một trong những dòng máy hiếm hoi đến từ thương hiệu Rolex sử dụng những thiết kế dây da anh em để ý mà xem những dòng máy như là đế chớt này như là day này Submariner vân 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 thì hầu hết là sử dụng dây kim loại còn xe thì tất cả những phiên bản trong dòng máy này đều là dây da từ những phiên bản tham cho đến phiên bản đế cho đến phiên bản đua tham và chiếc đồng hồ Rolex Xe Moonphase mình giới thiệu đến ngày hôm nay Chính là một trong những phiên bản cao cấp bậc nhất Thuộc dòng máy xe lên Em này của mình thì sẽ có được thiết kế 4 kim 3 kim giờ, kim phút, kim dây Cùng với cả một kim quyền trượng Kim lông xanh Nó sẽ có tác dụng chia chỉ lịch ngay Ở dưới góc 6 giờ thì mình sẽ có được ô lịch tuần trăng Thì ở đây Cái phần hình trăng tròn ở đây Sẽ sử dụng chất liệu đó chính là thiên thạch Một trong những chất liệu còn quý giá hơn Và đắt giá hơn so với cả chất liệu xa cơ Mặt thiên thạch là một trong những loại mặt mà nếu như anh em chơi và am hiểu thì nó sẽ được anh em cực kỳ yêu thích bởi cái giá trị bởi những đường vân trên mặt thạch anh a à, bạch thiên thạch. Ở trên nền của phần trang sao này thì nó sẽ là những đường sử dụng mặt men. Anh em sẽ thấy mặt men cũng là một trong những loại mặt rất là khó chế tác và mặt men thì giữ được vẻ đẹp theo thời gian cho dù anh em đeo 10 năm, 20 năm, 30 năm thì nó vẫn giữ được nguyên giá trị y như là lúc anh em mới mua ở trên đây thì mình sẽ có được những thiết kế cọc vạch chia dùng vào để chỉ giờ kết hợp với đó song song thì sẽ là những cọc vạch cùng với cả những chữ số học trò chia dùng vào để chỉ phút chất liệu thân vỏ thì sẽ được làm bằng vàng hồng nguyên khối 18k loại vàng hồng mang công nghệ chế tác độc quyền đến từ thương hiệu Rolex còn đằng sau đấy thì sẽ là một thiết kế đáy kín rồi với đầy đủ những chuyện chứng nhận vàng đúc như là 750 này đồ chối Việt Nam và cân tiểu ly bên này thì sẽ là logo của hãng khóa thì sẽ là khóa bấm chống gập dây cũng sẽ được làm bằng vàng đúc với loại khóa này thì hãng sẽ triện chứng nhận vàng đúc ở phía bên trong khóa anh em nhé ví dụ anh em khóa kéo giật ra này đây, anh em sẽ thấy những cái chuyện chứng nhận ở đây bộ khóa bấm này thì chỉ dành riêng cho những dòng máy xe lên thôi còn những dòng máy thấp hơn thì phải sử dụng khóa cài bộ khóa này anh em có bỏ ra 100 triệu chưa chắc là đạt được size 39mm và với những dòng máy phong cách Dress Squat thì hãng thường thiết kế size tương đối là bé. Kim cọc cũng như là phần thân vỏ thì mang phong cách bo tròn để tạo ra được sự thanh lịch dành cho người đeo. Với chiếc đồng hồ lướt full set date 2023 như thế này, tháng 12 năm 2023 thì hiện tại mình đang sao lưu với mức giá cũng tương đối là êm, loanh quanh là 675 triệu anh em nhé anh em nào mà thích những chiếc đồng hồ thanh lịch thì anh em hãy chơi cho mình em này tiếp theo nữa đây thì mình sẽ giới thiệu đến anh em chiếc đồng hồ Hublot Hublot là một trong những thương hiệu hiếm hoi trên thế giới đạt doanh thu tỷ đô Hublot là một trong những thương hiệu cũng dành riêng cho giới nghệ sĩ doanh nhân thành đạt những người nổi tiếng hay những anh em trẻ thích những chiếc đồng hồ sang trọng mạnh mẽ em này của mình thì có size 40mm với cái đếp chúng ta gọi store vào 2022 Hublot thì hiện tại không sử dụng thẻ bảo hành toàn cầu nữa rồi, mà anh em có thể check bảo hành toàn cầu của hãng thông qua app do chính Hublot thiết kế ra. Và với thiết kế app này thì anh em hãy sử dụng loại app sau đó thì check đằng sau phần đáy của chiếc đồng hồ. Nếu như chiếc đồng hồ của anh em là chính hãng thì nó sẽ hiện ra thông số như là ngày xuất ra khỏi store này, mã máy series của chiếc đồng hồ, cùng với cả tình trạng của chiếc đồng hồ, có nghĩa là sai bao nhiêu thân vỏ như thế nào tất cả mọi thứ còn nếu như chiếc đồng hồ của anh em không chính hãng thì cái app nó sẽ không thể nào nhận diện được phần đáy đằng sau của chiếc đồng hồ của anh em nhé em này của mình thì sẽ có chất liệu thân vỏ được làm bằng vàng vàng anh em sẽ thấy được bộ dây cũng như phần thân rất là đẹp bộ dây này là một trong những điểm mình yêu thích nhất về dòng máy đồng hồ hublot big bang này anh em sẽ thấy được cái sự phản sáng bắt sáng rất là tốt khi mà mình nghiêng ở những góc độ vị trí khác nhau đây sẽ là một trong những điểm nhấn cực kỳ nổi bật của chiếc đồng hồ Hubnot. Mặt đồng hồ thì hãng sẽ có được những phần kim cọc vạch đính thêm cả dạ quang giúp cho anh em có thể nhìn giờ kể cả trong điều kiện thiếu ánh sáng. Và với thiết kế này thì hãng có được phong cách skeleton, có nghĩa lộ cơ ở mặt đằng trước cũng như là mặt đằng sau. Ở đây thì mình sẽ có được 3 kim một lịch với phần lịch là góc 3 giờ à 6 giờ. Kim dây, đuôi kim dây thì sẽ có được phần logo của hãng cũng là vàng đúc nguyên khối anh em nhé size 40 mm cực kỳ dễ đeo này đây là một thiết kế theo phong cách của dòng máy Audemars Piguet một trong những tam thánh trong những top 3 thương hiệu đồng hồ trên thế giới và với một chiếc đồng hồ được làm bằng vàng đúc thì hãng cũng sẽ có được đầy đủ những chuyện như là AU750 cân tiểu ly và đồ chói Việt Nam bên này phần khóa thì cũng sẽ có được đầy đủ những cái chuyện đó với thiết kế này nếu như anh em vào hàng lấy new thì anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá lên đến hơn 1 tỷ 2 còn hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set date 2022 mình đang giao lưu chỉ loanh quanh là 685 triệu mà thôi anh em ạ à. cuối cùng ở đây thì mình sẽ có được một em Patek Philippe thương hiệu top 1 ở trên thế giới với chiếc đồng hồ này thì mình sẽ có size 39mm nhưng tất nhiên rồi size 39 của Patek Philippe thì anh em sẽ cảm giác nó nhỏ hơn một chút so với cả 39 mm của Rolex. Lý do bởi vì chiếc đồng hồ Patek này nó sẽ mỏng hơn. Em này của mình thì sử dụng chất liệu vàng hồng nguyên khối 18K với 3 kim một lịch và phần lịch là góc 3 giờ. Mặt đồng hồ sẽ là màu mặt trắng đục với những phần kim cọc vạch chia dùng một để chỉ giờ. Nhìn sơ qua thì anh em có thể cảm nhận thấy đây là một thiết kế đồng hồ rất là đơn giản thôi nhưng nó toát lên sự cổ điển và sang trọng. Còn phần tinh túy của chiếc đồng hồ thì mình có thể nói đến đó chính là phần đáy ở phía đằng sau. Với phần đáy này thì anh em có thể cạnh đáy. Sơ qua thì anh em tưởng là đáy kín nhưng anh em có thể cạnh đáy và nhìn vào phía bên trong chiếc đồng hồ với những chi tiết đường máy cực kỳ đẹp. Đây mình sẽ mở hơi rộng ra một chút để anh em chiêm ngưỡng phía đằng sau. Bộ máy này cũng sẽ chính là bộ máy do chính Patek Philippe thiết kế ra để chế tác lên và sử dụng trong thiết kế đồng hồ Class Java này. Ở đây thì mình cũng sẽ có được đầy đủ những chuyện chứng nhận vàng đúc như là cân tiểu ly, đồ cho Vecna và logo của hãng. Dây thì sẽ dây da rồi, khóa thì sẽ là thiết kế khóa cài được làm bằng vàng đúc. ở đây thì sẽ là giấy bảo hành toàn cầu với cái date được xuất ra khỏi store vào 2019. Patek thì bảo hành toàn cầu ít hơn so với cả thương hiệu Rolex, Rolex là 5 năm, Patek thì chỉ 2 năm mà thôi. Tuy nhiên với thương hiệu top 1 ở trên thế giới thì anh em không cần phải lo về chất lượng đồng hồ anh em nhé. Hàng luôn phải có rất là nhiều những bài test, bài kiểm định và nghiên cứu thật kỹ bộ máy làm sao để bền bỉ chính xác. Một trong những câu châm ngôn của Patek Philip là anh em không thực sự sở hữu những chiếc đồng hồ Patek mà anh em chỉ đeo và là người gìn giữ để cho đời con, đời cháu của anh em đeo mà thôi. Thể hiện dòng máy này có thể trường tồn theo thời gian cùng với năm tháng hàng chục năm hàng trăm năm với chiếc đồng hồ này anh em vào hoang thì gần như là rất là khó lấy bởi vì Patek Philip có những cái chính sách lấy đồng hồ sở hữu đồng hồ còn khó hơn so với cả Rolex với Rolex thì anh em phải có điều kiện về tài chính còn với Patek Philip thì anh em còn phải có thêm địa vị trong xã hội rất là nhiều thứ đi kèm theo nữa thì anh em mới có thể đặt hàng Hiện tại thì mình đang giao lưu chiếc đồng hồ Patek lướt full set 2019 với mức giá là 660 triệu anh em nhé. Thế anh em nào mà quan tâm về một trong bốn thiết kế đồng hồ ngày hôm nay thì anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873 và mình xin anh em một hai phút để mình điểm lại bốn thiết kế đồng hồ. Đầu tiên phía bên trái sẽ là chiếc đồng hồ Rolex Seinlin vàng đúc nguyên khối Moonphase. Mình đang giao lưu 675 triệu lướt full set đến 2023. Tiếp theo nữa là chiếc đồng hồ Patek Philippe vàng đúc nguyên khối 18K, thương hiệu top 1 ở trên thế giới. Em này sẽ thuộc dòng máy Calachava. Mình đang giao lưu 660 triệu lướt 2019. Bên cạnh chiếc đồng hồ Patek thì sẽ là chiếc đồng hồ Rolex Daytona, một trong những dòng máy được anh em săn đón và khó đặt bậc nhất đến từ thương hiệu Rolex em này của mình giao lưu là 635 triệu lướt full set nguyên zin 2021. còn cuối cùng phía bên tay phải thì sẽ là em hấp lót vàng đúc nguyên khối thuộc dòng máy big bang phong cách skeleton lộ cơ toàn thân mình đang giao lưu là 685 triệu lướt full set nguyên zin đến 2022. thì anh em nào quan tâm thì anh em cứ thoải mái nhắn tin gọi điện cho chuyện đến mình hoặc là kết bạn qua zalo facebook cảm ơn theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo xin chào quý anh chị em